lượng giao dịch bất động sản Hà Nội suy giảm. Biệt thự, nhà phố thành phố Hồ Chí Minh đắt gấp 2 đến 3 lần các tỉnh lân cận. Đề xuất hơn 40.000 tỷ đồng làm dự án Metro ga Hà Nội, Hoàng Mai. Núi nợ của đế chế bất động sản Evergrande khiến Trung Quốc lo ngại. Vinhome chuyển nhượng 2 lô đất cho Masterize Homes. Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình thị trường bất động sản Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm. Báo cáo cho thấy, tại Hà Nội, nguồn cung thị trường trong quý 2 chủ yếu đến từ các dự án bất động sản đã chào bán từ các quý trước. Trong khi đó, không có dự án mới nào được cấp đủ điều kiện bán hàng. Một số dự án cũ còn hàng tồn nhưng không chào bán trong quý 2. Tại phân khúc căn hộ, nhìn chung thị trường Hà Nội quý 2 trầm lắng, ít giao dịch. Do đó, các chủ đầu tư hạn chế chào bán để thăm dò thị trường, giá không có hiện tượng điều chỉnh. Phân khúc căn hộ cao cấp đã giảm giá thông qua các chương trình khuyến mãi, tặng quà. Ở phân khúc đất nền, nhà liền kề, hiệp hội cho biết nguồn cung hạn chế tại các dự án mới được phê duyệt. Lượng giao dịch bị ảnh hưởng bởi giá vẫn còn cao, một phần khác là do dịch bệnh kéo dài. Theo báo cáo quý 2 của công ty dịch vụ bất động sản JLL, giá bán sơ cấp trung bình của nhà liền thổ, bao gồm biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 136 triệu đồng trên mét vuông. Mức giá này cao gấp 2 đến 3 lần so với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. JLL tính toán giá bán sơ cấp trung bình của nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong quý 2 vào khoảng hơn 65 triệu đồng trên mét vuông. Thị trường tiếp tục ghi nhận mức tăng giá 16% theo năm và 8% theo quý. Nguồn cung thị trường chủ yếu đến từ Đồng Nai với lượng bán mới cao nhất, chiếm hơn 50% nguồn cung, đạt 927 căn. Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn cung khá hạn chế với 173 căn mở bán, chủ yếu đến từ các dự án nhà phố quy mô nhỏ ở Tân Phú và quận 12. JLL lưu ý rằng hầu hết các đợt bán này diễn ra trước làn sóng COVID-19 thứ 4 tác động đến khu vực miền Nam, khiến nhiều sự kiện mở bán bị dời lại. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai. Dự án Metro có chiều dài 8,7 km đi ngầm dọc hành lang Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Nguyễn Tam Trinh. Hầm kép có 7 ga ngầm và 1 depot. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2028 với tổng vốn đầu tư 40.577 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay các nhà tài trợ nước ngoài là 34.231 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức, KfW và Cơ quan Phát triển Pháp AFP. Phần còn lại là vốn đối ứng trị giá 6.346 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Toàn dự án Metro của Hà Nội bao gồm 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 318 km. Trong đó, tuyến số 2A, Cát Linh Hà Đông, đang trong quá trình nghiệm thu và tuyến số 3, đoạn Nhổn ga Hà Nội, đang thi công. Theo nguồn tin của Bloomberg, trong cuộc họp tại Bắc Kinh, các quan chức của Ủy ban Ổn định và Phát triển Tài chính Trung Quốc đã thúc giục ông Hứa Gia Ấn, người sáng lập tập đoàn Evergrande, giải quyết vấn đề nợ nần của mình càng nhanh càng tốt. Bắc Kinh lo ngại rằng Evergrande, công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc, sẽ gây ra những rủi ro hệ thống cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Họ buộc phải đưa ra những giải pháp quyết liệt khi tình hình tài chính của tập đoàn ngày càng căng thẳng. Evergrande hiện là công ty bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới, với khoản nợ lên tới 302 tỷ USD. Mọi giải pháp mà Evergrande và các nhà chức trách Trung Quốc đưa ra đều sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng. Bất kỳ động thái nào ảnh hưởng đến các chủ nợ có thể làm xói mòn niềm tin vào các công ty khác trên khắp Trung Quốc. Năm nay, giá cổ phiếu của Evergrande đã giảm 36%, xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Trong văn bản gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần phát triển thành phố xanh cho biết đang chuyển nhượng hai khu đất mang số quy hoạch B6 và B7 của dự án Vinhome Grand Park tại quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển bất động sản Masterize Homes. Hai khu đất mà thành phố xanh sắp chuyển nhượng có diện tích lần lượt là 37.111m2 và 33.672m2. Việc chuyển nhượng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận vào ngày 17 tháng 6. Công ty cổ phần phát triển thành phố xanh được thành lập năm 2007, là công ty con của công ty cổ phần Vinhome, chủ đầu tư dự án Vinhome Grand Park. Dự án có quy mô 365 ha, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 đến 25 km, gồm 71 tòa nhà cao từ 25 đến 36 tầng, cung cấp khoảng 44.000 căn hộ cho thị trường bất động sản thành phố. Thương hiệu bất động sản Masterize Homes thuộc công ty cổ phần tập đoàn Masterize. Doanh nghiệp này thành lập năm 2007, nổi tiếng với dự án khu dân cư cao cấp Mastery Thảo Điền.